việc Bộ Giáo dục thí điểm bỏ công chức viên chức giáo viên đang thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội và sẽ có tác động lớn đến hàng triệu nhà giáo đang công tác ở khắp mọi miền đất nước. Theo ông Nhạ, vấn đề đối với các trường phổ thông là ở sự tự chủ về tổ chức bộ máy và nhân sự. Hiện nay các trường có nhu cầu tuyển dụng biết giáo viên thừa thiếu như thế nào, thường là bị động trong khâu tuyển dụng. Chịu trách nhiệm tuyển dụng giáo viên thường là Ủy ban Nhân dân huyện hay các cơ sở đảm nhiệm tuyển theo kế hoạch biên chế chung. Thậm chí có thể tuyển gộp về rồi phân cho các trường ký hợp đồng, dẫn đến hiện tượng vênh về chuyên môn, thừa thiếu cục bộ, gây ra khó khăn cho các trường. Từ đó, ông Nhạ nêu quan điểm sắp tới phải thực hiện nghiêm quy định hợp đồng làm việc của viên chức. Nếu 2 năm liền không hoàn thành nhiệm vụ thì cho nghỉ, đồng thời đẩy mạnh tiến trình cho các trường tự chủ trong việc tuyển giáo viên. Cho các trường phổ thông được tự chủ thì họ sẽ có quyền chủ động tuyển người, chủ động đánh giá cán bộ và cứ 2 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì có thể cho nghỉ. Như vậy là đã tiến bộ lắm rồi, ông Nhạ phân tích. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo xác định coi việc giao quyền tự chủ về nhân lực là bước 1, còn bước 2 là tiến tới thí điểm chế độ hợp đồng lao động đối với giáo viên. Ông lý giải, ở các trường tư, giáo viên cũng chỉ ở chế độ hợp đồng lao động, nhưng làm việc vẫn rất tốt. Thị trường lao động đúng nghĩa là giáo viên ở trường công cũng như ở trường tư đều như nhau. Khi đã từng bước hòa nhập thì ở các trường phổ thông công hay tư cũng đều lấy chất lượng và chuẩn mực giáo viên làm tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, người đứng đầu của ngành giáo dục cũng cho rằng việc chuyển sang chế độ hợp đồng với giáo viên là tiền đề quan trọng để đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục. Giải thích về lộ trình này thì ông Nhạ đã khẳng định sẽ nghiên cứu từng bước thí điểm để có lộ trình hài hòa, chứ không phải cùng một lúc toàn ngành giáo dục chuyển công chức viên chức sang chế độ hợp đồng. Ở những nơi có điều kiện thì thí điểm, chẳng hạn ở một số trường phổ thông có thương hiệu, điều kiện thì cho họ thí điểm từng bước một, sau đó rút kinh nghiệm rồi mới nhân rộng. Ông Nhạ cho rằng việc chuyển sang chế độ hợp đồng đối với giáo viên là cần thiết và nếu chính phủ ủng hộ thì đây sẽ là cơ hội rất tốt cho ngành giáo dục. Xoay quanh chủ trương của ông đã có nhiều ý kiến khác nhau. Ý kiến đầu tiên cho rằng nếu chúng ta thực hiện chế độ này thì các trường đại học vùng miền khó giữ chân giảng viên giỏi. Nếu các trường đại học top trên có uy tín, chất lượng đào tạo thí điểm chất lượng thì cái việc mà chúng ta thí điểm bỏ công chức viên chức giáo viên có thể giúp chúng ta tuyển dụng được những giáo viên giỏi vào giảng dạy. Tuy nhiên, nếu áp dụng việc này ở các trường đại học công lập, đặc biệt là những trường đại học vùng miền có điều kiện kinh tế vô cùng khó khăn, thì ngành giáo dục cần tính toán một lộ trình phù hợp. Bởi vì như hiện nay, việc giữ chân cán bộ giảng dạy có trình độ cao đã rất khó. Nếu bây giờ áp dụng việc thí điểm bỏ công chức viên chức, nhiều người sẵn sàng chuyển sang những trường top trên. Ông Đỗ Tùng, Phó Hiệu trưởng Đại học Hùng Vương nêu ý kiến. Trái ngược với những băn khoăn của các trường đại học top trên và đại học vùng miền, đại học ngoài công lập lại cho rằng việc tuyển dụng giảng viên theo chế độ hợp đồng sẽ khuyến khích người làm việc lao vào lao động, sáng tạo, không ngừng học hỏi để giảng dạy tốt hơn. Tiếp theo, ý kiến số 2 cho rằng bỏ công chức viên chức nếu mà áp dụng đồng loạt thì cần phải sửa đổi luật. Trước đề xuất của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc triển khai thí điểm bỏ công chức viên chức, đại biểu Quốc hội Phạm Tất Thắng, đoàn Vĩnh Long đã nêu ra ý kiến. Làm thế nào để bỏ hay giảm số lượng công chức, viên chức trong ngành giáo dục là một điều cần phải suy nghĩ thấu đáo. Đó là việc làm cần thiết và sẽ tốt nếu làm được. Tuy nhiên, đội ngũ giáo viên là một lực lượng rất quan trọng, là chủ thể của ngành giáo dục và liên quan đến việc đào tạo đội ngũ nhân lực, là lực lượng kế cận cho đất nước trong những thời gian tới. Do vậy, bất kỳ chế độ chính sách nào cho đội ngũ giáo viên khi có sự thay đổi cần phải có những tính toán thận trọng, phù hợp với quy định pháp luật của chúng ta hiện nay, đồng thời phải phù hợp với cả công chức viên chức của các ngành khác. Cho dù có giảm chi phí về ngân sách, vẫn cần thiết phải bảo vệ quyền lợi cho giáo viên. Trước ý kiến lo ngại sẽ phát sinh thêm tiêu cực trong ngành giáo dục khi chạy hợp đồng còn căng hơn chạy công chức, bởi cứ mỗi năm hết hạn hợp đồng thì giáo viên phải lo chạy
Ông Phạm Tất Thắng cho rằng, dư luận về việc chạy công chức hay hợp đồng là có. Ngành giáo dục chiếm số lượng đông đảo nhất trong tổng số lượng các công chức viên chức của đất nước. Do vậy, nếu có một chính sách công khai, minh bạch, cũng sẽ hạn chế được những tiêu cực phát sinh xung quanh câu chuyện này. Nếu làm được công khai minh bạch, giáo viên cũng sẽ yên tâm hơn, qua đó đạt được mục tiêu giảm được đội ngũ công chức viên chức. Đồng thời, chúng ta sẽ giảm được ngân sách nhà nước cho đội ngũ công chức viên chức hiện nay. Tuy nhiên, cần phải bảo đảm quyền lợi của đội ngũ giáo viên, đồng thời bảo đảm được mặt bằng chung giữa công chức viên chức trong ngành giáo dục với các ngành khác. Cũng theo ông Thắng, nếu thay đổi mang tính cách mạng này đi vào thực tiễn, Quốc hội cũng sẽ phải xem xét sửa đổi luật công chức viên chức bởi đội ngũ giáo viên hiện nay chủ yếu là công chức. Ý kiến số 3, đây là ý kiến của tiến sĩ Vũ Thu Hương. Bà cho rằng nếu bỏ biên chế ở trường đại học, người tài sẽ đi hết. Bà cho biết rằng là khi giảng dạy ở trường đại học, mức lương đa số của các giảng viên rất thấp, nhưng họ vẫn ở lại trường vì biên chế. Ngay bản thân bà đã giảng dạy ở trường đại học 20 năm, lương của bà cũng chỉ có 7 triệu đồng một tháng. Bà thấy rằng, các giảng viên khi đến một trình độ tuổi nhất định, 35-40 tuổi, họ đã có một cái chức danh, ví dụ như tiến sĩ, có người thì đã nhận đến chức danh phó giáo sư hay giáo sư. Công trình nghiên cứu của họ rất nhiều, khả năng giảng dạy của họ đã được khẳng định, danh tiếng đã được phát triển. Tuy nhiên thì họ vẫn theo công việc của một giảng viên với mức lương 3 cọc 3 đồng chỉ vì là công việc này đem lại cho họ biên chế. Vậy thì khi mà hết biên chế hoặc không có biên chế thì sẽ không có gì để níu chân họ nữa. Ra hỏi biên chế, họ sẵn sàng nhận được những công việc với cả mức lương gấp 5 đến 10 lần mà họ chỉ phải làm bán thời gian. Đấy. Chính vì thế, nên chúng ta cần phải xem xét những quyết định đúng đắn về biên chế đối với giảng viên đại học. Tiếp theo, ý kiến số 4. Bỏ biên chế giáo viên cần áp dụng với hiệu trưởng để công bằng. Hiệu trưởng là người ký tuyển mới, cũng như được nhà trường đơn phương giao cho quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với giáo viên, cho nên hiệu trưởng có quyền rất lớn. Chúng ta sẽ phải thiết kế ra sao để đảm bảo một cơ chế khách quan và công tâm ở đây. Nhưng điều chắc chắn phải thay đổi đó là dựa vào đâu để nói giáo viên A, giáo viên B không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Có thể nói, hệ thống công vụ Việt Nam đang thực hiện việc đánh giá kết quả làm việc của cán bộ công chức viên chức không hề khoa học, chủ yếu dựa trên cảm tính, không đo lường lượng hóa được kết quả làm việc của cá nhân trong tổ chức. Nếu không thay đổi cách đánh giá thì khó có cơ sở để đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc của giáo viên. Hơn nữa, về mặt pháp lý thì cũng cần tính đến những quyền của giáo viên khi thấy mình bị chấm dứt hợp đồng với lý do không thỏa đáng. Hiệu trưởng cũng như giáo viên thôi cũng phải ký hợp đồng lao động. Hiệu trưởng làm không tốt cũng sẽ rời cuộc chơi như các giáo viên khác. Như thế, bản thân hiệu trưởng cũng phải không ngừng phấn đấu để các giáo viên ủng hộ khi cơ quan quản lý này lấy phiếu tín nhiệm đối với hiệu trưởng. Điều khác biệt là ở chỗ, trong phạm vi nhà trường, hiệu trưởng là người sử dụng lao động, giáo viên là người lao động. Nếu trong quan hệ quản lý nhà nước, hiệu trưởng cũng chỉ là người lao động, cơ quan quản lý mới là người sử dụng lao động, thì rõ ràng hiệu trưởng sẽ đóng hai vai, vừa là người lao động, vừa là người sử dụng lao động. Như vậy, trách nhiệm và áp lực với hiệu trưởng sẽ lớn hơn rất nhiều. Nhưng điều đó là cần thiết bởi vị trí này không dành cho những người không có năng lực, không có phẩm chất đạo đức. Ý kiến cuối cùng là ý kiến của Phó Giáo sư Văn Như Cương. Ông cho rằng bỏ công chức viên chức thì phải tăng lương cho giáo viên. Ông khẳng định là chúng ta cũng thừa nhận hiện nay có một số bộ phận giáo viên không say mê với nghề, không tâm huyết, chỉ lên lớp cho xong rồi về. Thế nhưng mà khi thực hiện việc bỏ công chức viên chức thì phải có lộ trình rõ ràng và phải đồng bộ. Bởi lẽ nếu không thực hiện một cách đồng bộ, số giáo viên kém chất lượng, không có hợp đồng quá nhiều, không biết làm gì cũng sẽ ảnh hưởng đến xã hội. Đó là chưa kể những giáo viên giỏi khi thấy những trường khác lương cao hơn, chế độ đãi ngộ tốt hơn, họ sẵn sàng ra đi mà không hề gắn bó với trường nữa. Điều này sẽ khiến đội ngũ giáo viên trong một cơ sở giáo dục không ổn định. Và đây cũng là một khó khăn mà chúng ta có thể thấy ngay.
Đồng thời giáo viên là một nghề vất vả hơn các nghề khác. Ngoài thời gian lên lớp, giáo viên còn công tác chủ nhiệm, liên lạc với phụ huynh, rồi chấm bài, soạn bài. Nếu chuyển sang chế độ hợp đồng mà chúng ta đảm bảo được cho giáo viên có thể sống bằng lương của mình, thì tôi nghĩ mới không đáng lo ngại.